mới lên giống. Rồi, hôm nay đón limit, limit ra lấy giống. Mít. Mít ra đây nhìn thấy nhiều xe quá, mít đang cóng. Mít đang cóng mà hoảng rồi phải sờ một tí thì mới nhận ra chủ cũ. Còn hấp. Mít. Limit. Anh chủ đâu rồi, anh bật lên đây xem nào. Quay đoạn để còn lên tivi nữa. Đây. Mít với chủ ra đón sang bên trại để gì. Ok, ra phòng khám, bây giờ ra phòng khám để lấy máu. Mít rất là to con. Mít nếu mà cái tướng này có mít thì sau khi đẻ xong mít sẽ khoảng tầm 42-43 cân. Đẻ xong thì phải 42-43 cân. Bây giờ trạng này của mít chắc khoảng tầm 39-40 cân rồi. Ok, đây là anh Quang nuôi limit. Mít ơi. Mít. Hey. Ok. Mít. Hey. Ok. Bắt đầu đi. Bây giờ ra phòng khám để lấy máu trước. Nhảy lên ghế ngồi đi. Ok. Nào, nhớ nhau chưa? Chớp nhau cái nào. Nào. Mít. Mít rất là bám chủ. Lấy máu mít xem là mít có dũng cảm không hay là mít sợ chết. Mít độ đề phòng rất là cao. Hay để anh lấy cho nhá. Nhá. Ngồi xuống nào. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống nào. Đi này. Anh thấy bọn kia đang căng thẳng, đang ngóng ngóng này. Nào đang coi nào, đây, đây nào. Đang ở phòng khám để lấy máu. Lấy máu kiểm tra hormone. Đúng rồi, ta nằm nghiêng ra. Nằm nghiêng. Được rồi, Yên. Ủa loại sợ chết. Nào, đứng ra. Cắt cái bình này, hắn không thích bình đâu. Xuống tiếp các thứ. Hắn không thích. Cho nằm xuống. Nằm xuống nào, ngồi xuống nào. Bắt phải nằm xuống chứ để. Ngồi xuống. Nằm đây. Nằm đây nào. Em từ từ thế này rồi. Ngồi xuống đi. Nằm đây nè. Nói được rồi. Nghe nào. Nghe nào. Nghe không. Nằm im. Đâu đưa cái kim này để ta lấy cho. Có ai làm gì một công. Thôi nào. Cười chưa. Thôi giờ em đi vào trong kia đây. Ngồi xuống. Để kim đấy để anh lấy cho. Nào đưa chân ạ. Đưa chân ra lấy nó nè. À, bóp chân, bóp chân nhá. Bóp chân thế. Cho mọi người ngắm cái người, ngắm cái người của limit. Kệ nó đi, cho nó thích làm gì nó làm. Cho nó thích đi, đi lại thì nó đi. Không không không, cứ giữ dây, anh phải móc dây đấy, không mất công lại vào trong kia lùng sục bởi vì toàn mùi chó thôi. Mít. Ê, nhìn một cái cơ thể cực kỳ tốt luôn của một cái con Rottweiler. Cái cơ thể rất là tốt. Limit và Siro là cùng bố và cùng bà ngoại. Nhìn chân sau đứng tự nhiên này. Đứng tự nhiên là chân sau là đúng hai chân song song bằng nhau và chân trước cũng thế luôn. Là hai chân song song. Và chân rất khỏe, lưng rất khỏe. Okay.
À, cứ đi bình thường, kệ này. Chờ tí có kết quả rồi. Hy vọng là hôm nay là trúng ngày phối luôn. Thì phối một nước là ok. Và xong luôn. Cho nó đẻ ra toàn cái là cái. Chứ đực nhiều quá rồi. Nhìn mít, nhìn trông giống bà Pila, nhìn con nét giống bà luôn, ở trên khuôn mặt luôn. Dòng họ của con chó Đức nó có một cái nét giống nhau. Nói là cái di truyền của nó là cực kỳ tốt. Limit. Loki ơi, Loki sai. Đây, Limit và Marvin. Marvin ơi. Sai. Trèo đi đâu đấy Mít ơi? Mít, Mít định trèo đi đâu? Hả? À? Trèo đâu? À, cho mọi người ngắm cái người, ngắm cái người của Limit. Kệ nó đi, cho nó thích làm gì nó làm, cho thích đi, đi lại thì nó đi. Không không không, cứ giữ dây, anh phải móc dây đấy, không mất công lại vào trong kia lùng sục bởi vì toàn mùi chó thôi. Mít. À, nhìn một cái cơ thể cực kỳ tốt luôn của một cái con Rottweiler. Cái cơ thể rất là tốt. Limit và Siro là cùng bố và cùng bà ngoại. Nhìn chân sau đứng tự nhiên này. Đứng tự nhiên là chân sau là đúng hai chân song song bằng nhau. Và chân trước cũng thế luôn, là hai chân song song. Và chân rất khỏe, lưng rất khỏe. À, cứ đi bình thường, kệ này. Chờ tí có kết quả rồi. Hy vọng là hôm nay là trúng ngày phối luôn. Thì phối một nước là ok. Và xong luôn. Cho nó đẻ ra toàn cái là cái. Chứ đực nhiều quá rồi. Nhìn Mít, nhìn trông giống bà Pila, nhìn con nét giống bà luôn, ở trên khuôn mặt luôn. Dòng họ của con chó Đức nó có một cái nét giống nhau. Nói là cái di truyền của nó là cực kỳ tốt. Thank you.
limit.